Nó không á hả? What? Yeah. Đang chia đồ nè. Mai Mai. Hi. Chào các con. Mai Mai. What's your name? Huh? What's your name? What's your lamb? What's your lamb? What's your lamb? My my. Oh, một nắng nè. Oh, một nắng. Có hai xương không? Một nắng. Ủa cái này phải một nắng rồi nhờ? Không biết, không gọi, không biết. Vậy ôi, hả? Nó vô nước rồi, ớn, mày ơi. Vậy cái hả? Này của tao để đây phải không? Giống như một nắng hai xương quá vậy. Nó hủ tiếu ăn. Khui ra gọi tôm khô đâu không có hả? Con gói mấy gói kia đâu, chắc bị lấy à. Có nào bị trao không? Có chừng còn sót đó nha. Ủa vậy là nguyên thùng nó khô không luôn hả? Á đù. Ghê vậy ta. Ồ, này khô cá lóc. Khô cà lóc là khô cà lóc. Việt Nam đem về khoảng 800 kg khô trời. Này ăn cả năm chưa hết luôn á. Oh, you're Elsa? She's on the couch. Cái này của tươi phải không? Đưa cho bà tươi. Cái này của bà tươi đúng không? Đâu này, này cái lóc này của em. Cái này của tươi này. Tươi. Khô mà nó tươi vậy trời. Vì làm hổm đem về hết luôn hả? Mấy kiện như vậy? 8 kiện không? Vậy đem 8 kiện luôn hả? Ừ. Ghê vậy ta. Ờ mấy khô nó nặng đi động trời động đất lắm á. Phải không? Đó kìa. Của má hả? À, để đây cho má đi. Đó. Má cất em ơi. Con tính cho má khô kia ngon hơn nữa. Khô cá sạc. Khô nào đâu đâu. Đâu lẽ nên chia cổ đi. À vô. Mai Mai. Mai Mai. Trời ơi cái bà này. Bây giờ đi xuống hang qua có phải chưa cò hở hết chỗ mỏi nè. Mẹ nữa nè. Ồ, hello. Ồ. Chị của. Cái này về coi đi về kho lại liền chứ. Cá gì? Cá lóc kho của chị đó. Mà cá này cá đồng. Cá đồng hả? Ừ. Cá bình thủy phải cho ăn. Đẹp trai dữ vậy ta. Mai nó kiếm đồ bệnh này lại cho con. Á vô. Á vô. Hai. Ủa bé về bé bệnh hả? Ồ bé bệnh hả? Hai bé. Đem bắp bì qua cho bé nha. Chửi nha. No bắp bì. Nát giặc ký bà biết đó không thích đâu. Mực một nắng nè 8 kg nè đem cắt đi Thanh ơi nè của tươi nè để đều hoài. Cái này cá là lóc của con biết rồi cái này 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 con này của mình mực nè của con có đặng rồi. Chị Ngọc cất à? Chị Ngọc cất mực rồi phải không? Cất rồi phải không? Cái này của chị tôi nè phải không? Bỏ vô thùng thanh rồi. Thùng thanh sát đã. Tao không có cần con nào hết. Tao bảo tao có mong cần ăn. Không. Mua mua dụm vậy. Ủa này gì vậy? Cái này gì chia đi. Đây nè ông nội đủ mẹ mày tao kiếm. Trời ơi đem về 8 kiện, 12 kiện là 10 kiện mà. Toàn là khô hết 8 kiện rồi trời. Ông chửi ở đâu dám lấy để cho chị tiếp rồi. Vậy không? 200 mấy rồi vậy là 8 kiện là 200 kg luôn hả? Did you just say she looks weird? Dữ vậy trời. 50 8 kiện, 7 kiện. Rồi ly kéo nữa phải không? Rồi 8 10 kiện. 10 nhân 5 50 250 250 kg. 200 230 kg.
đem bách xẹo rồi chở hết Việt Nam về luôn. Cá lóc mời làm cá lóc của Quốc đưa Hồ Khóm mới được. Cá lóc đó là 8 kg luôn. Ở đâu? Cá lóc của Quốc mới cho cộng chân vậy nè. Bởi vì chị nhà nó ở bên chơi chơi nó nặng. Trời ơi, có 3 bịch rồi Quốc à, có 2 bịch rồi con. Ở bên đó bên Cali rẻ 3 đồng. Ồ, chị Trang rẻ 3 đồng. Tao đâu có mua Cali mà ông nội. Má. Trời ơi, con. Ông nói chứ đâu. Ông nói gì đâu. Ông ở Việt Nam mà ai mua. Ba nội cha nó gì. Nói gì đó đẻ nữa tưởng tưởng không má ông nội mày chứ tao chở qua đây đâu có đâu, nữa, hả? Đâu có tưởng mua Cali đem qua đây lời 3 đồng tiền ship 30 nó 3 đồng gửi thùng 30 quá tệ nó miếng à 4,5 triệu được rồi, 5 triệu nhiều quá. Còn thùng nữa kìa, 2 thùng nữa kìa, gì nữa kìa. Lấy ra chia luôn đi. Không, không có tươi hả? Ủa, thì đây của má không à? Của nhà bánh không à, bánh tráng. Ồ, bánh tráng. Vậy bánh tráng trộn cho ông bịch đi chứ. Trời ơi, tao chờ như đó hả? Khui đi cho ông bịch đi. Vậy hả? Xé cái cần liếm gì không? Vậy vậy là coi chừng nó bỏ ba cái hàng the đó nha. Ăn vô tê lưỡi à. Qua chia cổ. Phải la cho cố. Cuối cùng có được cái bịch kho rồi trời. Chưa cha, chưa gắp cha. Từ từ đó cha. La nó vừa gắp ông có bịch kho à. La tiếp nè. Ôi, giấu đông đỏng rồi trời. Xin đi, cái hộp cho lấy chưa? Ồ, làm ăn liền luôn. Bánh tráng trộn, bánh tráng trộn. Rồi ôi, đặc sản của Việt Nam. Đặc sản của Việt Nam, lấy ra làm liền luôn được. Cho mấy con. Khô cái gì? Khô cái sạc. Thôi chiên đi qua lấy đi. Ờ, chiên qua lấy đi. Ừ. Công khu tới lô đó rồi, con làm biến chiên á. Trời ơi trời, bụi má con nghe con. Đó có tôi mà. Trời ơi, nó cho đem hết rồi luôn hả? Chị Ngọc. Ờ, sắp hết rồi vậy luôn hả? Ôi. À. Để đi cho chị cho khách tình ăn. Trời ơi. Con bệt rồi để cho khách tình tôi ăn gì trời, không khách chứ. Để cho con gái. Làm quê luôn. Nó thiệt á, mấy người lại thiệt á, kêu bằng thiệt tình dễ sợ á. Đồ đũa không đem về nữa. Trời ơi, chị nó có sao? Tao lọc rồi đũa, tao dẹp đi, chục đôi mất 100 gram rồi. Đây tôi chọc. Đây tôi chọc cho chửi khô vậy. Trời ơi, nó ngon khủng khiếp. Cho dạy con đi. Vậy hả, ghê vậy? Thiếu nợ hả? Thì vậy hả? Trời ơi. Vậy, vậy không mướn đi để người ta xài giùm cho. Đừng nói chị Ngọc không biết xài tiền á nha. Không biết xài đưa đây cho xài giùm cho. Trời ơi, mới qua Mỹ có 3 năm mà không biết xài tiền. Xài nhiễm luôn. Ủa thì về Thanh. Về hả? Hello, Mỹ Xuyên. Đi về đi giờ. Chú Năm qua chia cổ mà nãy giờ có bịch bánh tráng à. Miếng khô à. Hộp cá à. Trời ơi, bà cố. Chị tôi vô.
tôi đâu, tôi đâu, tôi đây. Tôi này bà yếu lắm rồi, mẹ con yếu lắm rồi Mỹ Xuyên ơi. Đếm tiền quá làm sao biết mỗi tay luôn. Thanh Thanh mới nói chuyện với Mỹ Xuyên kìa. Mẹ mày có vẻ yếu lắm, ngày nào đếm tiền biết mỗi tay, nhất chịu nổi. Ta đòn quá được. Hỏi thầy gì vậy? Trời ơi. Ồ, xí mũi hả? Đó, xí mũi nè. Xí mũi kìa. Ồ, trái xí mũi hả? Ừ. Rồi. Cái này hả? Xí mũi hả? Ở chỗ đó. Nói tới nước miếng tụi nuốt chạy vòng 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 luôn. Bỏ bọc liền mới được. Ủa này me chứ mà xí mũi hả? Ở này me à, me xí mũi. Ừ. Ủa sao nó không để cho để sao điện thoại để tép cái gì gọi nó không? Ừ. Ồ vậy hả? Bánh tráng này có gọi nó không? Ủa sao mua được này hay vậy? Số đâu? Nó có bên Mỹ luôn mà nó mắc hơn. Có Mỹ luôn hả? Mà nó tới 14 ngàn. Ồ, giữ số này 09 vậy nè. Đúng không? Để chụp hình lại mới được. Về gì đâu Long An không dám mua luôn. Gớm. Mấy bị đời nó bán màu không à. Thẩm mỹ sạch sẽ. Chụp hình. Nhưng mà chọn nhiều quá. Cái con này đó là con Mỹ Xuyên nó mua ngon hơn con Thánh. Nào. Con khô này hả? Mỹ Xuyên kìa. Mỹ Xuyên kìa. Bánh tráng là nghề của con hả? Mỹ Xuyên đó. Nó kìa. Nó làm trường đó. Ờ cái này giống chị Thắm nhưng mà phần đầu không phần mình cũng cắt đầu thôi. Nhưng mà cái Thắm nó nhỏ hơn con này. Mà nói nó cho bèo. Nó ngủ được chưa? Thôi không. Ờ. Nó cho nó ăn rồi cái gì hết hồn. Cho nổi không? Mới la dữ vậy. Mày ăn đi ở nhà. Con cá này làm gì ăn Bâm? Nói thiệt coi. Bây giờ á là cái thứ nhất là con chỉ rửa con cắt đuôi cắt đầu thôi rồi chiên. Còn bằng không á thì con cắt đuôi cắt đầu. Bỏ nước dừa vô, dám ăn không? Không dám nữa. Nước dừa hả? Chân đó hả? Nấu luôn vậy nó ngon lắm. Nhưng mà này con chiên đi, chiên rồi giấm đường. Đi về hả? Về hả? Gọi là con cá gì tại? Con cá con này quên nội. Ủa nội này nó quen nó nội này thôi nó nội hay không? Thì nó ở đây. Thì nó ở đây. Không phải đâu con nó bị con Mỹ về đâu đâu đưa cho Năm coi coi. Mày gấp tao coi Năm. Năm ăn mấy con mày gấp đỡ mày ăn được ra gấp nữa Năm. Đưa mình gấp nha. Này là đưa mình gấp nha, chứ không phải mình cố tình mình gấp đâu á nha. Lấy bà chừng nuôi vô rồi. Chừng lại ba con. Gấp nó. Đâu có trơm rồi. Này, kêu gấp rồi chừng lại ba con chủ nhà được rồi đó. Nói thầu vô gấp mấy con thôi bị chửi. Ở đây khô quý hơn vàng. Không biết cái này cái gì không trời. Ê Thanh ơi. Mấy cái thuốc mấy gì mà nổi luôn mày. 5 cây 6 cây được bụng quá nó. Tao chửi nè. Bà nội chơi 5.000 với 1 triệu không à, thấy không? Thấy bà chơi 5.000 với 1 triệu không? Nhưng mà bà gì mới được đó. Mấy người điềm điềm mới ghê. Mấy người chửi chửi vậy không có sao trơn á. Chửi chửi lấy à. Chửi thì chửi, năm lấy thì năm lấy à. Chửi thì chửi, mà lấy thì lấy à. Hả? Tăng 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 tăng
Có em mà xinh rất đẹp. Tăng ta đắng tăng tăng đắng đắng. Rồi lấy 6 con thôi mama. Để lại nhầm khoảng 12 con đi. Cá khô, khô cá bẹ. Khô này khô cá bẹ má ơi. Khô cá bẹ. Trời ơi khô này á thiệt á. Cha xanh mẹ đẻ giờ tôi mới biết luôn á. Đây ông Mỹ Xuyên hả? Mỹ Xuyên nói kìa. Khô cá bẹ. À vô. Mỹ Xuyên rồi đó. Nó nói sao? Nó nói khô cá bẹ á chứ nằm. Con cá này làm gì ăn ngon vậy Mỹ Xuyên? Chú Năm chưa ăn luôn đó con. Nhớ báo cáo là để về làm nha. Nãy giờ chưa tới được 3 kg nữa. Không có thúi thơm lắm. Cá bẹ tren. Ủa cá bẹ. Cá bẹ. Cá bẹ. Cắt đi con lấy 6 con à. Lấy nhiều quá ăn không được rồi thôi bỏ ổn. Hồi tối ăn gì nữa trời ơi, ăn cơm không đi. Ừ. Tối thì chị ăn thúi cả nhà. Ừ qua nữa kia chị em. Đi với ba không? Đi mua thúi với ba không? Ồ, hơi lạnh đi đâu. Nó bị allergy á. Phải không? Nó gãi không? Nó gãi hả? Mới đem lại trình khe á, chỗ đối diện mua riêng đó hả? Mẹ bảo hiểm nó mới đổi một tay nó, một hai tay nó mới vô được cái kia. Ồ, một tay đúng không? Tưởng ấy dắt lại đó mua con nít free. Không dám free đâu. Free không? Mày làm như ở Việt Nam bây giờ là free. Nó đối diện với thằng Warren á, thằng đó chỗ đó hay gì Pitch gì Pitch Warren nhìn qua đó. Warren nào? Cái Warren 85 nè. Nó nói qua đó chị té. Đúng rồi mày ơi. Nó cậy. Gen đó chỗ đâu mà CBS thủ gì vậy? Đâu phải Gen. Warren ngay chỗ 85 mà nói vậy. Warren 85 mình, 85 em nè, ngó qua là cái chỗ gọi là Pit City gì đó. Warren 85 là mọi khi mình hay đi bác sĩ. Ngó xéo qua nè, ngó xéo qua, ngó ngang qua luôn nè. Bên cạnh chứ không? Đúng, không. Cái đó là Nicolette là bác sĩ của em khác. Là bên đường hả? Bên đường, con nít không, 18 tuổi trở xuống. Ờ, ngay góc đó, ngay góc bên bác đây. Bác sĩ hay hay không mà. Pediatric, không cần hẹn luôn. Anytime. Chỗ bên đó là bác sĩ luôn hả? Bác sĩ luôn mà tụi nó hay lắm. Thằng Sam dắt vô đó đó. Không cần hẹn luôn. Đi emergency á chị biết không? Đi đi mấy chỗ kia nó nói nó nói không có không có giờ, không có giờ, không giờ thôi dắt qua nó luôn, nó nói mày khỏi hẹn. Nhắc thêm con mình bệnh cái gì đem vô đây. 18 cho xuống. Tính khác giá tiền không? Không. Bảo hiểm mà. Bảo hiểm nhưng mà giống như bảo hiểm mà mua trên xe là 70. Mà mình làm hẹn rồi có 25 đồng mà. Vậy hả? Thằng này hình như là bảo hiểm thì nó mất dạy lắm. Gì mắc như vậy? Tao đóng một cái 60 là 70 á. Ghê vậy trời. Trời ơi, appointment á thì là có 25 đồng thôi. À dữ. Đóng cũng chết mẹ luôn nha. Đóng bảo hiểm mà ghê vậy, chết mẹ luôn. Ăn cháo ăn trời, nãy giờ sáng giờ đi rước đưa con tô mì gói ấy, con tô hủ tiếu à. Nó ngon đói mà. Muốn bò không? Mỹ Xuyên đang nói chuyện hả? Ngưng à. Mỹ Xuyên nãy giờ nó đi đâu rồi? Nó mấy cậu đều mất tiêu rồi. Thôi giờ mình ăn đồ chay đi. Ăn mày tiếp. Dạ. Ăn con. Dạ. Xe thôi trời. Lấy xe chạy đi. Về nữa, rảnh quá. Cho mượn xe luôn. Ủa cái bình trời ấy tao đâu rồi? Chạy luôn đi, ghe gì nữa cho bảo. Nhưng mà tối nó cào tí sạch rồi đậu chứ. Đang nóng. Nó hồi nãy đem đồ vô á, mới đậu đó đi, đi đậu ngoài đường rồi. Đang muốn sạch thì thêm mua. Hồi đậu ngoài đường luôn đi. Association. Wow. Mà thằng này nó lên giá nữa, mà nó không ủi tuyết vậy. Kỳ vậy? Trời chứ. Ồ. Chơi hả? Associate hả? Ờ. Lên nhiêu nữa? Nó
thêm mấy đồng bạc. Nghe nói như thế bà. Vậy nha. Tôi có cái bánh này cứ đem tới đem lui hoài trời chỗ người ta nói chuyện mới qua quay lại hoài. Mất cái view. Gì đó. Tôi bóp bỏ cái buồn kia. Đó nữa nè. Hôm qua thì mất cái tích cạch. Tưởng mất xe luôn. Đi. Đi casino mà mất cái tích cạch xe luôn mới ghê. Hết nói nổi. Hôm qua đó. Hôm qua. Cái đầu hả? Phải không? Này gì nữa? Xin đâu vậy? Ở đây hả? Thôi mấy đồ nam thôi, mấy khô đó thôi, không dám ăn đâu. Mấy khô. Đồ chai. Đồ chai. Cho miếng đi. Cơm ra. Chưa. Nó bự quá chưa có làm luôn mà. Phở còn chưa nấu nữa kìa, bà má bà hành hạ tới giờ này mới về bà nấu cái gì. À, đảo như đầm già vậy đó. Chọt vậy đó. Chọt cho chú Tư chửi trời đó. Gãy ông ba động đem qua mất ba chục. Mình mới nổ con bom mới được. Mom, how do you say 24 in Vietnamese? Hami bom? Hami bom? 24. Hami bom, huh? 54, huh? Mày nói là 54 luôn đi. Yes, my boyfriend is 54. Oh, really? Ủa, trên đây bơi bơi. I'm just kidding. Bộ tính đẻ nữa hả? Yes, I want to. What the heck? Tết nãy là bé bi rồi kìa. No. Chưa. No. Ừ. Mới nghe nói nó phiêu lình. Mới nghe nói nó phiêu lình có bé bi. Tưởng nó quất đứa rồi chứ. No. Coming soon. Coming soon. But not yet. À. After I go to nail school. Chị Tiến này, chị Tiến I don't care đúng không Tiến? You want to be excited if I have a boy? Yeah. My boy would be so bad. But you'll be the one who I'm not watching. I know. Yeah. Nobody's excited. 25. 25. I just said you're 21. 96. 1996. Wow. My birthday is December. It just passed. Yeah. Bốn hai quả. Thanh 25 năm nay rồi. Thanh nhiêu? 25. Thanh 25 hả? Nguyên liệu rồi đó Nguyên. Má hai ăn bánh lỗ tai heo đi. Má hai ăn bánh lỗ tai heo má hai. Ừ. Đi đi. Ăn mì luôn mà nội làm. Hả? Ăn mì gói không? Chị mơ. Ừ. Mày mày. Té. Trời ơi nó leo. Đủ má té tét lồn má rồi đó. Không tao nói được sao. Mày, she doesn't know what she said. She don't know what the heck. Okay. Anyway. But what the grandma said. What the? Amaya, how old are you? What? How old? What? What's your name? What's your name? How old are you? Three. Three? You know you turned three in April. It's almost her birthday. Few more months. Yeah. Cái tối đó nhiên có 12 tiếng ho. Cảm giống như bà này là 12 tiếng ho. Dạ, yeah, về đây ai cũng bệnh nha trời. Chứ con tôi đâu cũng ho. Tôi có tính là bỏ giấy mình. Nếu mà tao rơm quá, ông tôi cho tao đi về. Tôi rơm quá. Má giờ vẫn có gì vô trong kể nghe má. Thôi giờ tao chưa có sức kể mày đó. Tự nhiên vậy. Ta làm nó
Nhưng mà cái này ăn cái cơm này cũng đúng, nhưng mà là vô qua ăn tương kia kìa, ăn tương ngọt con kéo qua ăn sợi á. Đâu? Tương ngọt á. Ăn gì tương ngọt? À, ăn với tương của má làm á mới ngon. Sáng này là làm ăn kỳ quá. Xịt miếng tương ngọt mình ăn cũng được nữa. Con ăn rồi nhiều mắt. Con nhìn thấy đường không thấy đường. Con thấy đường rồi là đọt rồi. Thì chấm thêm đại gì luôn. Thì con phải đi đó. Ba giờ cũng đâu thấy đường, ông về cũng đâu ngồi khó thấy đường. Cái này mỗi lần con bị như vậy là cho phải. Chưa con mắt luôn hả? Trời ơi, thứ ba à, tiếng Minh chở. Chào cả nhà. Minh chở.